Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Võ Tắc Thiên là chính trị gia mạnh mẽ, giúp cho nhà Đường đi đến thống nhất, thịnh vượng, khai nguyên thịnh đế. Ngược với quan điểm của một số nhà sử học khác, còn so sánh giữa công và tội cho rằng Võ Tắc Thiên vừa khôn ngoan vừa ngu xuẩn, thành tích trị vì thiên hạ trong 21 năm không có gì đáng kể. Ngoài việc giết người không gườm tay và loạn dâm không trừ một ai, dù sao đi nữa, Võ Tắc Thiên cũng xứng đáng là người đàn bà độc nhất cổ kim, và việc bà di chiếu không lập văn tự trên bia mộ cũng là nguyên nhân khiến hậu thế tranh luận chưa ngã ngũ. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Riêng trong 2 năm cuối, khi Thái Tông bắt đầu trở bệnh nặng, chính là 2 năm đầy thất vọng và buồn bã, không định hướng được cuộc đời sẽ ra sao. Bây giờ mọi việc đã đâu vào đó, hiểm họa sát thân đã không xảy ra. Hiểm họa bị xa rời hoàng cung cũng đã được giải tỏa. Còn điều gì vướng bận ngoài việc chờ đợi một cơ hội tốt đẹp nhất? Nàng tin chắc điều tốt đẹp đó sẽ và sắp xảy ra. Võ Tài Nhân rất khôn ngoan. Bao nhiêu tài sản nàng thu thập được trong 10 năm trời đều chia hết cho cung nữ, nô tỳ và các người mà nàng cảm thấy có thể thỏa hiệp được trong tương lai. Người được Võ Tài Nhân tặng nhiều chân ngọc nhất không phải là Lan Anh, mà chính là vợ của Thái tử Lý Trị họ Vương và người Thứ Phi họ Triệu. Trước kia chẳng hiểu do linh tính mách bảo hay là do bản chất sâu sắc, Võ Tài Nhân đã tạo được mối gian hảo rất tốt đẹp với Vương Phi. Nàng hy vọng những gì mình bỏ ra không phí phạm. Mọi việc đều diễn ra êm xuôi, kể cả khi Lý Trị lên nối ngôi hoàng đế, xưng hiệu là Đường Cao Tông. Thời gian này, di thể của Thái Tông vẫn quản tại chính điện, nên Cao Tông hết sức bận rộn với việc sắp xếp lại chính trị. Muốn thi hành điều gì riêng tư đều phải gác lại sau. Thời gian quan ngọc thể của Thái Tông kéo dài đến tháng 8, triều đình mới tiến hành việc chôn cất. Trong thời gian ấy, Võ Tài Nhân nằm bó chân ở miếu Cảm Nghiệp, nhưng không hề chán nản khóc lóc như các phi tần khác, nên dung nhan vẫn lộng lẫy, hớp hồn người như trước. Đêm nào nàng cũng mơ màng nhớ lại những cái liếc mắt đưa tình, những lần lén lút đụng chạm với Lý Trị để nuôi dưỡng hy vọng chàng thanh niên nhu nhược và tham mê sắc dục này sẽ mau mau tìm cách cứu vớt mình ra khỏi am thiền lạnh lẽo. Ngày Vương Hoàng hậu đăng quang, còn lại viên ngọc bích lớn nhất, Võ Sư Cô cũng tế nhị nhờ vả Lan Anh mang biếu tặng nốt cho vị tân hoàng hậu. Vương Hoàng hậu rất cảm động, trong lòng đã tự hứa nếu có cơ hội sẽ giúp đỡ cho Võ Tài Nhân một cách xứng đáng. Những ngày ở chùa Cảm Nghiệp hoàn toàn không vô ích như các phi tần khác, là thời gian để Võ Tài Nhân hoạch định lại những gì mình sẽ thi hành nếu như đạt được ước nguyện. Hai người mà Võ Tài Nhân ghi nhớ trong lòng nhất là Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chữ Toại Lương. Võ Sư Cô quyết định họ sẽ được tận dụng làm tay sai cho mình trước khi đi đến cái chết. Mối thù chỉ có thể trả xong khi hai đại thần này theo chân Thái Tông xuống chốn Suối Vàng. Qua thời gian tang lễ bận rộn, việc triều đình trở lại như thường lệ. Thế nhưng Cao Tông vẫn chưa có thời gian nghĩ đến người ngọc mơ ước. Võ Sư Cô cũng không vì vậy mà nóng nảy làm bừa, bởi nàng biết việc gì cũng phải đi từng bước một. Nếu vội vã sẽ là cơ hội giúp cho bọn triều thần ghét bỏ nàng, mà đại diện là Trưởng Tôn Vô Kỵ có cớ để hãm hại. Cuộc sống cứ thế trôi qua gần một năm. Cao Tông không hề biết mối dây liên lạc giữa Vương Hoàng hậu với Võ Tài Nhân
còn khăng khít hơn cả lúc trước. Vương Hoàng hậu giữ gìn liên lạc ấy để hy vọng võ tài nhân giúp mình một tay trừ khử Tiêu Thục Phi. Do vậy, dù thời gian trôi qua đằng đẵng, mỗi ngày dài như thiên thu, võ tài nhân vẫn hoàn toàn yên tâm bởi bao nhiêu việc lớn nhỏ của triều đình đều được cung nữ Lan Anh lén lút báo cho biết qua những lần tới chùa cảm nghiệp. Với lý do đem quà biếu của Vương Hoàng hậu đến ban tặng, chẳng ai dám ngăn cản Lan Anh. Điều mà võ tài nhân chú ý nhất là việc Vương Hoàng hậu không có con trai, phải đưa đứa con của một phi tần tên là Lý Trung về làm nghĩa tử. Theo tập tục thời đó, không có con là đại tội, nhất là lại không có con trai để nối dõi cho hoàng đế. Vương Hoàng hậu ngồi trên địa vị cao sang nhưng đau khổ chẳng kém võ tài nhân ở trong thiền môn. Hai tâm hồn xấu xa ấy đồng cảm với nhau hơn nữa khi Cao Tông vì muốn có con nên hầu hết các đêm đều ở bên Tây Cung hoan lạc với Tiêu Thục Phi. Với đà này, trước sau, Vương Hoàng hậu cũng thất thế, thậm chí có thể bị hạ bệ nếu như đồng thời Tiêu Thục Phi cũng hoài thai. Đó là lý do chính, còn lý do phụ nữa là Tiêu Thục Phi khôn ngoan sắc sảo hơn Vương Hoàng hậu gấp nhiều lần. Mỹ nhân này cũng có nhiều tham vọng, sẵn sàng tiến hành những thú vui trụy lạc để chiều lòng vị hoàng đế đa dâm như Cao Tông. Dĩ nhiên Tiêu Thục Phi cũng có ước vọng lật đổ địa vị của Vương Hoàng hậu. Do đó lời qua tiếng lại giữa đôi bên càng lúc càng gay gắt. Hai bên chẳng ai chịu thua ai, hễ có dịp là buông lời gièm pha cằn nhằn. Cao Tông hết sức chán ngán về việc ghen tuông của hai người đàn bà, càng nôn nóng muốn được gần gũi mỹ nhân họ Võ. Nhiều lần muốn thân hành đến chùa cảm nghiệp thăm hỏi, nhưng lại sợ quần thần dị nghị. Cao Tông phải chịu đựng niềm nung nấu ấy dày vò đến hơn một năm. Đến năm Vĩnh Huy thứ nhất, tức năm 651, ngày giỗ đầu của Thái Tông đang được triều thần bàn tán sửa soạn một cách long trọng. Trong các nghi lễ có cả việc hoàng đế cùng tất cả hoàng gia phải đến chùa cảm nghiệp thắp hương và nhờ các ni cô cầu siêu cho anh linh người đã khuất. Cao Tông chẳng biết việc cầu siêu như vậy có tác dụng gì không, chỉ nghe mình phải đến chùa cảm nghiệp là trong lòng vui như mở hội. Thật sự ông ta rất yếu đuối, nhu nhược, hoàn toàn không có kế sách gì để cứu vớt mỹ nhân. Chỉ mong có một lần gặp gỡ là thỏa mãn lắm rồi. Cao Tông không hề biết âm mưu giữa Vương Hoàng hậu và cung nữ Lan Anh. Thế nhưng về phần võ sư cô lại khác. Cái tin hoàng đế giá lâm chùa như tiếng sét đánh dội mang tai. Nàng nhận ra đây chính là cơ hội tốt nhất, thậm chí là độc nhất. Nếu không dở hết tài năng hớp hồn của mình để quyến rũ hoàng đế thì chắc chắn rất khó có cơ hội thứ hai. Hoặc có đi chăng nữa, khi ấy nàng đã qua thời xuân sắc, Cao Tông hoàng đế chẳng còn đoái hoài gì nữa thì cuộc đời của nàng chắc chắn sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.